họ đã ôm được tổ ong về. Bây giờ chỉ việc đốt cho con ong nó chết. Cái tôi chưa tắt được ra. Cũng như chúng ta một cái dụng bại của tôi đi. Có đèn là sự nhé. Đừng dàn. Có đèn thì có dàn thôi nhé. Cái bức ngàn. Mì nổi nữa. Sau đấy còn bữa đây này là mình chỉ biết ôm mà bây giờ mà lại sang phú ông cái này bây giờ mà thấy sức du khát này mà gì à đây. Vậy là họ đã lấy xong tổ ong.